Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự trưa thứ 6, ngày 10 tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình Thời sự trưa nay có những nội dung đáng chú ý sau. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Bắc Cạn. Khó khăn trong việc thực hiện tiêu chí giao thông tại huyện Chợ Đồn. Thưa quý vị, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Bắc Cạn vừa tổ chức hội nghị lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy dự hội nghị. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã quyết định một số vấn đề về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp thành phố, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022, nguồn vốn ngân sách địa phương, thu ngân sách năm 2022, thành lập mới hợp tác xã, giảm hộ nghèo theo chuẩn giai đoạn 2020-2025. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố xác định tiếp tục tăng cường sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm và phát huy vai trò chủ thể của người dân trong thực hiện đồng bộ, linh hoạt mục tiêu kép nhằm kiểm soát dịch bệnh và tập trung phát triển kinh tế ngay từ những ngày đầu năm 2022, duy trì đối thoại, giải quyết tốt đơn thư công dân, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố. Đảng ủy Quân sự huyện Ba Bể vừa tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Năm 2022, Đảng ủy Quân sự huyện Ba Bể xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh, xây dựng lực lượng dân quân có chất lượng, thực hiện tốt khâu đột phá, nâng cao chất lượng diễn tập các xã thị trấn, ra soát, đăng ký, quản lý, sắp xếp, biên chế, lực lượng dự bị động viên chặt chẽ, đúng luật. Tổ chức tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao với chất lượng tốt. Chỉ đạo các xã thị trấn, tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ và phòng thủ dân sự, đảm bảo chặt chẽ an toàn. Thực hiện tốt khâu đột phá trong xây dựng nền nếp chính quy vững chắc tiến bộ, tích cực xây dựng cơ quan đơn vị mẫu mực tiêu biểu, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn, Hội Nông dân huyện Bắc Nạm đã tạo điều kiện cho trên 1.500 hộ hội viên nông dân được vay vốn phát triển kinh tế. Trong đó, hộ nông dân các cấp của huyện nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt với tổng dư nợ hơn 4,5 tỷ đồng để cho hội viên vay đầu tư phát triển các mô hình kinh tế như chăn nuôi trâu bò vỗ béo, gà thả vườn, nuôi lợn, trồng cây ăn quả, kinh doanh dịch vụ. Có thể nói nguồn vốn vay ngân hàng là đòn bẩy giúp các hộ dân mở rộng sản xuất, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo. Ngoài ra, Hội Nông dân huyện còn phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt chăn nuôi, phòng trừ sâu bệnh hại, tổ chức dạy nghề ngắn hạn cho hội viên nông dân tham gia. Thưa quý vị, trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giao thông được cho là một trong những tiêu chí quan trọng không chỉ giúp thay đổi bộ mặt nông thôn mà còn góp phần phát triển kinh tế xã hội. Tại huyện Chợ Đồn, mặc dù thời gian qua phong trào làm đường giao thông nông thôn ở hầu hết các địa phương diễn ra khá mạnh mẽ, nhưng đến nay tiêu chí này vẫn là một trong những tiêu chí khó đạt được ở các xã. Phản ánh của phóng viên thời sự. Xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn là một trong những địa phương khó khăn nhất của huyện Chợ Đồn. Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã được phân bổ nguồn vốn để tập trung đầu tư xây dựng giao thông nông thôn. Tuy nhiên, do nguồn vốn có hạn, trong khi đó sự đối ứng của nhân dân hạn chế, nên việc đầu tư phát triển giao thông trên địa bàn xã vẫn chưa đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Đến nay, xã mới hoàn thành 9 trên 19 tiêu chí nông thôn mới, trong đó tiêu chí giao thông được đánh giá là cần thời gian khá dài để hoàn thành. Đây thì để mà đạt được theo lộ trình kế hoạch cũng như là quy định của tiêu chí rất là khó. Đấy, do là tỷ lệ hộ nghèo của xã còn cao. Đấy, và người dân thì liên quan chủ yếu là canh tác, sản xuất nông lâm nghiệp là phần đa. Đấy, do đó liên thực hiện rất là khó và đây là tiêu chí thực hiện khó nhất trong các tiêu chí. Theo kết quả điều tra khảo sát tại các xã theo Bộ tiêu chí nông thôn mới gần đây tại huyện Chợ Đồn cho thấy, toàn huyện mới chỉ có 9 trên 19 xã đạt tiêu chí về giao thông. Nguồn vốn đầu tư hạn hẹp chính là nguyên nhân chính khiến tiêu chí phát triển giao thông nông thôn đạt thấp. Thực hiện phong trào làm đường xây dựng nông thôn mới, tại một số địa phương tại huyện Chợ Đồn đã chủ động làm đường liên thôn. Tuy nhiên, nhiều tuyến đường hiện nay chỉ rộng khoảng 1 đến 1,5 mét. Với chiều rộng như vậy sẽ không đạt khung chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới.
Do vậy, hiện nay, mạng lưới giao thông nông thôn tại huyện Chợ Đồn phân bố chưa đồng đều và không đồng bộ. Về giao thông nông thôn ấy, thì đối với các tuyến đường mà từ trung tâm huyện đến xã thì cơ bản là các tuyến đường đã được cứng hóa rồi. Tuy nhiên là đường từ xã đến trung tâm thôn cũng cơ bản là một số tuyến là cũng cơ bản được cứng hóa. Tuy nhiên thì cũng còn một số tuyến của một số xã thì vẫn chưa được cứng hóa nên là người dân đi lại vẫn còn nhiều khó khăn. Và trong thời gian tới thì với cũng rất là mong là các cấp các ngành là tiếp tục là nghiên cứu và cấp nguồn vốn để tiếp tục nâng cấp, cải tạo cũng như là cứng hóa các tuyến đường để cho người dân đi lại được thuận tiện hơn ạ. Những khó khăn thực tế tại huyện Chợ Đồn cho thấy, song song với nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước, cần huy động tối đa các nguồn lực hỗ trợ từ các tổ chức doanh nghiệp. Bên cạnh đó, phát huy tối đa vai trò chủ thể của nhân dân để tiêu chí giao thông nói riêng và quá trình xây dựng nông thôn mới nói chung tại địa phương mới đạt theo kế hoạch đã đề ra. Bộ Nội vụ phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam vừa tổ chức tập huấn trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về điều tra xã hội học, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2021. Các nội dung tập huấn nhằm đảm bảo tổ chức điều tra xã hội học được thực hiện nghiêm túc, đúng theo hướng dẫn điều tra xã hội học, đảm bảo kết quả điều tra xã hội học trung thực khách quan, tuyệt đối không định hướng can thiệp vào việc trả lời phiếu, kết quả trả lời phiếu của người dân, tổ chức báo cáo đầy đủ đúng hạn. Trong tình hình dịch COVID-19, cần tổ chức điều tra xã hội học đảm bảo an toàn, điều tra viên không được điều tra qua điện thoại mà cần có sự phối hợp với địa phương để đảm bảo công tác điều tra đúng quy định. Được áp dụng lần đầu vào tháng 9 năm 2019, việc kết nối dịch vụ công của tỉnh với hệ thống Zalo đã đem lại nhiều tiện ích. Người dân, doanh nghiệp thực hiện việc tra cứu được hồ sơ thủ tục hành chính, nắm bắt thông tin hoạt động nổi bật của tỉnh, các thông tin tiện ích một cách nhanh chóng, thuận tiện bằng điện thoại di động thông minh, máy tính hoặc thiết bị di động có cài đặt ứng dụng Zalo mà không cần nhớ địa chỉ và truy cập các trang web chứa đựng các thông tin này. Điều này phù hợp nhu cầu thực tiễn, giúp mang lại hiệu quả đột phá trong công tác tuyên truyền, đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi, thường xuyên sử dụng mạng Internet nhằm từng bước tạo thói quen tiếp cận, khai thác hệ thống chính quyền điện tử tỉnh, dần dần hình thành công dân điện tử phù hợp định hướng xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính phủ số, kinh tế số hiện nay. Hiện nay, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đang đẩy mạnh ứng dụng phần mềm quản lý cơ sở nuôi động vật hoang dã trên hệ thống nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, ngăn chặn tình trạng mua bán, tiêu thụ động vật rừng trái phép. Phần mềm này tương tự như một bản đồ số hóa, phân bố các cơ sở nuôi động vật hoang dã tại các địa phương. Từ đó, cán bộ quản lý sẽ biết được chính xác tọa độ, vị trí cơ sở nuôi, tên loài, số lượng động vật hoang dã đang nuôi tại cơ sở. Để các cán bộ thành thạo trong việc sử dụng phần mềm, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã tập huấn, phổ biến, hướng dẫn việc lập danh sách, cập nhật dữ liệu các cơ sở nuôi động vật hoang dã lên phần mềm. Qua đó giúp lực lượng kiểm lâm thuận tiện trong công tác quản lý theo dõi, góp phần bảo vệ, phát triển bền vững các loài động vật hoang dã trong tự nhiên, đồng thời tạo điều kiện để người dân phát triển nghề chăn nuôi động vật hoang dã đạt hiệu quả, đúng quy định. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi phần tin trong tỉnh. Bây giờ là phần tin trong nước và quốc tế của chương trình Thời sự trưa này.